Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, ngay bây giờ thì chúng con cũng xin được mời toàn thể tất cả chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện về mùa đông năm ấy, mùa đông mà cùng chào đón sự hiện diện của Chúa Giêsu hài đồng được sinh xuống đời. Và con tin chắc rằng đây là một câu chuyện mà tất cả chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục được lắng nghe đến muôn đời. Tuy nhiên, mỗi khi câu chuyện này được kể thì nó sẽ mang những cảm xúc khác nhau, những màu sắc khác nhau. Và đặc biệt, người kể chuyện cũng sẽ có những câu chuyện rất riêng, những cách thức rất riêng để chúng ta có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất những màu sắc, những cảm xúc đặc biệt của mùa đông năm ấy. Và ngay bây giờ xin được mời quý cha và quý cộng đoàn sẽ cùng tới với ca khúc Mùa đông năm ấy, sáng tác Linh Mục Hoài Đức. Và hãy cùng chào đón người kể chuyện bằng âm nhạc của chúng tôi. Xin được giới thiệu ca sĩ Sĩ Đạt, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, hãy dành thêm tràng vào đây thật lớn nữa đi ạ.